Tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong, 3 người bị thương. Vào lúc 13 giờ 30 phút chiều ngày 22 tháng 4, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty cổ phần xi si măng và khoáng sản Yên Bái, khiến 7 công nhân tử vong và 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 tại nhà máy xi si măng Yên Bái. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có 10 công nhân đang thực hiện công việc bảo dưỡng định kỳ cho máy số 3 trong tổng số 4 máy nghiền tại đây. Trong đó Ba người được phân công sửa chữa bên ngoài, còn bảy người khác đã chui vào bên trong cỗ máy hình trụ dài 7 mét và cao 5 mét để thay thế các tấm lát bị mòn. Khoảng 25 phút sau khi nhóm bắt đầu công việc, máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại. Hàng ngàn viên bi sắt bên trong văng tung tóe ra ngoài, bụi xi măng bay mù mịt. Ba công nhân trên nóc máy ngã nhào từ độ cao 5 mét xuống đất. Anh Phạm Minh Dương, một trong những công nhân bị thương trong vụ tai nạn kể lại rằng khi các anh đang ở phía trên sửa chữa, máy nghiền xi măng bất ngờ hoạt động hất văng ba người xuống đất làm anh vỡ đốt sống lưng trong khi đó bảy đồng nghiệp ở bên trong máy tử vong hiện chính quyền địa phương và lực lượng hữu trách đang hỗ trợ các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn